Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục về được em Honda SH350i đời 2021 nha anh em. Và hôm mấy bữa trước á, thì ở những clip trước thì mình có SH350 mà lại không có SH300 để so sánh cho anh em. Đó, thì có clip thì mình lại có SH300 mà SH350 thì mình đã bán rồi. Đó, thì hôm nay thì mình lại có hai em để kế bên nhau cũng như là so sánh review lại cho anh em xem nha. Đấy, anh em có thấy đẹp không? Đó, và hiện tại thì SH350 là cái mẫu xe được thay thế hoàn toàn cái mẫu SH300 nha anh em. Và đây là cái mẫu SH300 thì nó là cái mẫu hàng tồn, mẫu cuối cùng của 2020. Đó, sang đến 2021 thì nó ra cái mẫu SH350 này. Đó, và thiết kế của nó cũng được thay đổi hoàn toàn cũng như là cái công nghệ cục máy nó cũng được thay đổi hoàn toàn luôn. Đó, mọi người có thể thấy hai em xe này rất là đẹp ha. Mỗi người 9 người 10 ý thôi, có thể có anh em thì thích mẫu này, có nhiều người thì thích mẫu kia. Đó, tuy nhiên là với những cái thiết kế mới, những cái mẫu mới thì những người chơi mới thì họ sẽ lựa chọn cho mình cái mẫu SH350. Đó, và nhà sản xuất họ cũng sản xuất ra một cái con xe nó tiên tiến hơn chứ nó không thể cải lùi. Đó, mọi người có thể thấy thì con xe tiên tiến hơn đó là cái mẫu SH350 này. Đó, tiên tiến ở cái động cơ nè, kiểu thiết kế nó cũng hoàn toàn mới. Đó, và một số thay đổi về cái kích thước thông số kỹ thuật nó cũng thay đổi. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ quay review lại hai em này nha cho mọi người xem. Đó, anh em nào thích cái mẫu xe nào thì cũng có thể liên hệ với mình. Đó, hiện tại thì mình có hai em này luôn. À, và cũng thông báo với anh em tí xíu là cái dòng SH350 á thì hiện giờ là mình còn 4 màu. Mình có 4 màu nha anh em. Ở đây là màu xám mờ nè, màu trắng nè, màu đen bóng nè, rồi tới màu đỏ mờ. Đó, hiện tại thì bên mình có về 4 màu để cho anh em có thể lựa chọn. Tuy nhiên là anh em có thể lựa chọn nhanh nha. Chứ mấy con xe SH350 này về số lượng nó cũng rất là hạn chế. Đó, cho nên anh em nào mà chậm tay á, thì anh em có thể đặt hàng để mà đợt sau mình về mình sẽ giao cho anh em. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ quay review lại hai em này cho mọi người xem nha. Ok. Rồi, hôm nay thì thứ bảy cuối tuần thì mình cũng làm luôn một cái clip nó nóng nóng một tí để cho anh em xem cuối tuần cho đỡ buồn ha. Đấy, hôm giờ thì dịch thì nó cũng rất là khó khăn về cái việc kinh doanh. Đó, tuy nhiên là mình cũng vẫn phải bán thôi anh em. Và mình cũng vẫn phải giao xe cho khách hàng. Đó, anh em nào ở xa hay là không muốn đi vì sợ dịch bệnh á, thì mình cũng có hỗ trợ giao xe tận nhà cho mọi người nha. Đó, và hôm nay thì mình lại về cái em SH350 để mà so sánh với em SH300 cho mọi người. Đó, hôm giờ thì cũng có mấy người muốn xem hai em để kế bên thì hôm nay mình sẽ đáp ứng cho anh em xem. Rồi, thì bên tay trái là cái con SH350. Thì con này là được sản xuất tại Ý và được nhập về từ Ý. Đó, và cái con SH300 kế bên cũng là sản xuất tại Ý và được nhập về từ Ý luôn nha. Đấy, thì cái con SH300 nó là cái form cuối của SH300. Nó là thuộc đời của 2020. Và cái con xám mờ kế bên nó là của đời 2021. Đấy, Honda đã thiết kế ra một cái con SH đẳng cấp hoàn toàn mới. Đó, mọi người có thể thấy. Và đứng trước cái đầu xe thì mọi người có thể thấy nè. Cái em SH300 anh em có thể nhìn thấy cái phần thiết kế phía đằng trước. Anh em nhìn thấy nó rất là nhỏ ha. Nhìn nó nhỏ hơn. Nhìn cái phần yếm cái mặt nạ ở trên nó nhỏ hơn so với cái SH350. Đó, SH350 thì cái phần ở mặt nạ phía trước nó cũng khá là to. Đó, tuy nhiên là mình đã để nó thụt về phía sau một tí rồi mà nhìn nó cũng còn khá to. Đấy, thì theo thông số kỹ thuật cái bề ngang của nó thì nó được lớn hơn khoảng 12 mm. Đó, chiều dài thân xe thì nó cũng dài hơn 20 mm. Đó, SH350i thì nó có kích thước nhỉnh hơn một tí xíu ha. Tuy nhiên là độ cao chiều cao của SH350 này nó thấp hơn 34 mm. Đó, cho nên nó sẽ rất là dễ ngồi. Nó rất là dễ ngồi luôn, anh em có thể nhìn thấy nè. Cái phần ghi đông ở trên á, đó, cái ghi đông của SH300 nó có
có vẻ là cao hơn một tí xíu so với ghi đông của SH350 ha. Đó, để góc này cho anh em xem. Nhìn nó nhỉnh hơn, nó cao hơn tí xíu. Đó, về ngoại hình thiết kế thì cái SH300 này nó đã ăn sâu vào trong cái não của người tiêu dùng khá lâu rồi anh em. Đó, nó từ đời 2007, 2008 đã có SH300 rồi. Và kiểu dáng của nó cũng như vậy. Và cho đến đời 2020 thì cái thiết kế của nó được xem như là hoàn hảo nhất của cái dòng SH300 ha. Và nó cũng là cái mẫu đẹp nhất hiện giờ. Đó, và phải đến năm 2021 thì cái SH350 này nó mới ra mắt. Đó, một cái phiên bản hoàn toàn mới. Thì tới đây thôi thì khoảng tầm 5 tới 10 năm nữa thì anh em sẽ thấy những cái thiết kế của SH350 sẽ nhiều hơn. Đó, dần dần rồi anh em sẽ thấy nó đẹp thôi. Đó, ở đây thì mình không có chê xe nào xấu đẹp hết. Cả hai con đều có cái nét đẹp riêng của nó. Đấy, mình là người cầu thị cho nên mình thấy mỗi con xe nó đều có nét đẹp riêng. SH350 thì nhìn nó rất là bề thế, nhìn nó có vẻ to. Đó, tuy nhiên là cái trọng lượng của hai em này thì nó cũng tương đương nhau. Đó, như cái khung sườn của cái con SH350 thì nó nhẹ hơn 1 kg so với cái con SH300. Đó, nhẹ hơn 1 kg thì nó cũng không thành vấn đề. Đó, 1 kg thì nó cũng không có bao nhiêu đâu. Cả hai con xe này thì có trọng lượng là 169 kg. Đó, trọng lượng khô. Và mọi người có thể thấy là cái xe này thì nó có được trang bị phanh ABS nha. Đó, phanh ABS tiêu chuẩn 2 kênh và mọi người có thể nhìn thấy cái mâm của nó là những cái mâm chấu kép. Nó đây là nó có 12 cây á, là 6 chấu kép. Ở bên kia cũng vậy. Đó, cái thiết kế mâm nó nhìn nó giống nhau ha. Đó, phột phiết đồ nó cũng giống nhau và kích thước lốp nó cũng giống nhau luôn. Ngay cả cái phần giải nhiệt bằng két nước nó cũng nằm ở phía trước của cái bẩn. Đó, nó nằm ở phía trước ha, ở dưới cái bánh luôn. Thì nhiều người sẽ chê nó là đất sình cát rồi nó sẽ văng vào đó. Tuy nhiên là nó cũng không thành vấn đề. Mình đi xe kỹ thì mình về mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ thôi. Đó, cái đó thì nó không phải vấn đề. Nó chỉ là cái tính kỹ của mình thôi. Mình kỹ thì xe nó sẽ sạch đẹp. Đó, và ai sử dụng cái dòng SH300 đó, đã sử dụng rồi thì anh em cũng biết cách chăm rồi. Cái này mình cũng không cần phải nói nữa. Nếu mà anh em yêu xe thì anh em chăm nó thôi. Đó, còn anh em không yêu xe thì anh em để như vậy đi, không có chăm thì nó sẽ mau hư. Đó, cái chuyện nó rất là đơn giản ha. Rồi thì tiếp tục theo đây. Thì cái phần mão ở phía trên của cái con SH350 này anh em có thể thấy ha. Cái phần mão ở trên nó giống như là cái vương miện, một cái nón của samurai. Đó, và cái phần đèn ở đây là cái phần đèn định vị, đèn LED nha. Nó là đèn daylight. Đó, nó sẽ sáng suốt luôn, nó sẽ sáng luôn, không có tắt. Nhiều anh em gọi nó là đề mi. Đó, nó cũng là đề mi luôn á. Và cái ở chỗ này, nó là cái đèn xi nhan. Đó, và ở dưới này là cái ốp trang trí. Ốp trang trí bằng nhựa thôi. Nhựa, và ở ngoài là cái mica trong. Đó, rồi ở đây là có chữ SH nổi ha. Và đèn pha của nó thì nó được đưa xuống dưới này nha anh em. Đèn pha nó được đưa xuống dưới này. Pha và code nó nằm ở phía dưới luôn. Cho nên đi cũng không có sợ bị chói mắt. Đó, những người đi đối diện nó sẽ không bị chói mắt. Còn với SH300 thì anh em có thể thấy là cái phần đầu đèn pha thì nó nằm ở phía trên. Đầu đèn pha của nó thì được chia làm hai khoang. Đó, một cái pha, một cái code. Và ở đây thì nó cũng có cái chữ SH nằm bên trong nè. Đó, nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ luôn. Và SH300 cái mẫu đời cuối này thì nó tem nó rất là đơn giản, nó chỉ có mỗi cái tem Honda nằm ở đây thôi. Đó, ở bên hông của nó là SH350. Sorry anh em. Ở bên hông của nó là cái tem SH300i thôi. Chứ nó cũng không có cái tem Honda nào nữa. Đó, nhìn nó rất là đơn giản ha. Và cái phần ốp ở phía đằng trước này, hai bên hông nhìn nó rất là gọn. Đó, nhìn nó có phần là ốm hơn so với SH350. Đó, và nó đẹp là nhờ cái đèn dummy ở đây. Đó, đèn dummy daylight. Nó sẽ sáng luôn và nó sáng giống như là hình chữ V. Hai cái cùng sáng thì nó giống như là cái răng nanh hay là cái móng vuốt của con quái vật. Đó, thì thiết kế của SH300 thì nhiều anh em đã nhìn quen và nhìn thấy nó đẹp rồi. Đó,
Tuy nhiên là một số cái thì của SH300 thì nó cũng có thể là nó không đẹp bằng so với SH350. Đó, cái này thì nó 9 người 10 ý, nó cảm quan của mỗi người. Rồi, thì tiếp theo đây là cái phần bên hông của con SH350 ha. Đó, chữ SH nó cũng nằm cái vị trí cũng giống giống với SH300. Đó, và cái logo của con 350 này thì nó được C chrome. Đó, nó được C chrome. Còn với SH300 thì nó được sơn màu đỏ và đen. Đó, và phần bên hông thì anh em có thể thấy là cái bô của nó được thiết kế cũng rất là thời trang ha. Phần bô thiết kế rất thời trang. Ốp của nó là ốp nhựa chứ không phải là ốp kiểu ốp inox của SH300. Đó. Phần yên thì cũng là theo kiểu yên liền. Nhưng mà nó có chia giống như là nó có nâng cao ở phía sau. Nó giống như kiểu là yên 2 tầng á, tuy nhiên nó là yên liền nha. Đó. Và bên này là SH300. SH300 đời cuối 2020. Đó, và cái tem của nó được sơn màu đỏ, SH màu đỏ, và cái số 300i thì nó được sơn màu đen. Đó, thì chiếc xe này nó là thuộc phiên bản thể thao, phiên bản sport. Đấy. Và đây là cái phần bô. Đó, bô xe ở cái đời này thì nó xấu cái bô. Nó xấu cái bô là do cái bô này nó thiết kế thì kiểu nó hơi vuông vức một tí. Đó, nó hơi vuông vức một tí. Và cái ốp của nó thì nó được là ốp inox. Đó, nhìn nó cũng nổi bật cái con xe. Nhìn cũng rất là hay anh em ha. Nhìn nó cũng khá là hay. Đó. Và đây là cái phần đồng hồ của xe nè. Thì cái phần đồng hồ của xe thì nó đã được được nâng cấp lên thành LCD rồi. Đó, màn hình có màu. Tuy nhiên là một số điểm thì nó vẫn còn sử dụng cái đèn LED, nó không có tích hợp luôn vào trong cái màn hình. Đó, một số đèn báo thì nó vẫn nằm rời ở phía ngoài ha. Chỉ có ở bên trong này, công tơ mét đo tốc độ nè, báo giờ, báo nhiệt độ nè, báo bình, km tổng, đó, HSTC. Đó, thì nó được nằm ở trong hai cái màn hình lớn nhỏ. Đấy, thì thiết kế của nó nhìn nó cũng nhìn nó điệu đà. Đó. Ở đây là cái nút passing. Nút pha code rồi passing luôn. Đó. Đó, đá đèn. Này, em thấy không? Đá đèn. Đó, pha code passing, đèn báo ABS, ngắt động cơ. Đó, và ở đây cái đời này nó không còn chữ T, cái nút chữ T ở đây nữa. Đó, trên SH300 thì nó có nha. Anh em muốn chỉnh cái traction control đó, cái HSTC thì mình chỉnh bằng cái nút ở bên trong này, mình có thể tắt mở luôn. Đó, HSTC nè, nó có thể tắt mở luôn anh em bằng những cái nút ở bên hông đây. Đó, và còn đây là cái mặt đồng hồ của SH300. Thì mặt đồng hồ của SH300 thì anh em có thể thấy rồi, quá quen thuộc là nó sử dụng đồng hồ kim. Đó, báo km nó cũng là kim và báo nhiệt độ ha, báo xăng nó cũng là kim. Nó có một cái màn hình nhỏ ở đây, nó hiển thị cái audio tổng đó. Đó, hiển thị giờ audio tổng nó nằm ở đây. Đó, rồi các nút đèn chức năng thì nó nằm ở trên này. Đó, báo một số chức năng ở trên này ha, ABS đồ á. Đó, và cái nút traction control nằm đây. Đó, thì nó có thể tắt mở được cái traction control. Đó, các tính năng thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì hết. Nói chung là cần thiết là cái ABS và traction control. Rồi xe thì nó vẫn có được trang bị Smart Key. Đó, trang bị Smart Key là từ lâu rồi. Và cho mọi người xem ở bên trong thì cả hai con xe này nó đều có cái cổng sạc USB nằm ở đây, trong cốp ha. Đây là cổng sạc USB, và cái con xe này thì nó được sản xuất tại Ý nè. SH300i hay là SH350i nó cũng đều là sản xuất tại Ý. Đó. Nó là theo tiêu chuẩn châu Âu nha mọi người. Anh em sử dụng xe châu Âu anh em cũng biết rồi. Xe châu Âu thì nó rất là bền. Đó. Phần cốp của nó thì là dung tích là 19 lít nè. Nó bằng nhau. Rồi cái bình xăng này nó cũng khoảng 9 lít nè, nó cũng bằng nhau luôn. Và cái ốp xung quanh ở đây ốp nhựa. Đó, nó cũng giống nhau ha. Đó, thì đây là cái con SH300. Và cái mẫu SH300 này, cái đời này thì nó cũng rất là đẹp với cái màu sơn của nó rất là thể thao. Đó, màu đen mờ.
màu đen mờ nha, rất là đẹp. Và mình cũng đặt kế bên nó là cái màu xám mờ đó, màu xám mờ. Tuy nhiên là cái màu của nó không có quá mờ, quá lì giống như là màu đen mờ. Màu xám mờ này nó vẫn có một cái độ tương phản cũng gọi là tốt đó. Thì hôm sau thì mình sẽ phủ ceramic cho em này nha. Đó, màu mờ vẫn phủ ceramic được nha mọi người. Đó, và bên trong cốp này đây, cốp này là của SH350i. Đó, tem của châu Âu nè, tem tiêu chuẩn châu Âu nha. Đó, màu, mã màu và make in là Italy. Đó, mình bán có xe làm sao thì mình nói như vậy chứ mình không có lừa dối anh em. Đó, và cái xung quanh của cái phần ốp bình xăng này đó là cái nhựa đen. Đó, nó bảo vệ cái bình xăng ở bên dưới và nó cũng tăng cái thẩm mỹ cho chiếc xe. Đó, và cái logo của SH350, anh em có thể thấy là cái logo của SH350 ha. Và cái kiểu thiết kế này nó cũng rất là thẩm mỹ luôn, rất là đẹp. Đó, bình xăng nó cũng được bảo vệ khá là kỹ. Đó, có dung tích là 9 lít. Bình xăng nó khá là to cho nên nó không có dời xuống cái sàn để chân. Đó, ngay cả SH300 nó cũng nằm ở trên. Đó, cái bình xăng nó lớn quá anh em. Cái này là mình phải thông cảm thôi. Chứ nếu mà họ đưa được xuống dưới cái bàn để chân thì mình thì họ cũng đã đưa xuống cái sàn để chân rồi. Đó, do cái bình này nó cái dung tích nó quá lớn. Rồi về thông số kỹ thuật của cái động cơ thì cả hai em này thì nó chênh nhau là 50cc. Đó, như cái con SH300 thì nó là 279cc. Và cái con 350 á, thì cái dung tích của nó là 329cc. Đó, thì nó cũng chênh lệch nhau là khoảng 50cc nha anh em. Đó, và cái công suất của nó cũng thay đổi luôn. Công suất của SH350 á, thì nó là 29,2 mã lực. Đó, nó mạnh hơn khoảng 4 mã lực so với SH300. Đó, cũng như là moment xoắn nó là 32 Nm. Còn SH300 thì moment xoắn của nó là 27-28 Nm thôi. Đó, tuy nhiên á, là do cái con SH350 này nó được cái trang bị cái khối động cơ ESP Plus, động cơ mới á, cho nên nó tiết kiệm ngang ngửa. Nói chung là nó tiêu hao nhiên liệu thì nó lại bằng so với cái con SH300 này. Đó, theo cái thông số kỹ thuật của cái Honda sản xuất á, thì cả hai em này nó tiêu thụ là vào khoảng 33 km cho 1 lít xăng. Đó, thì cả hai em đều là 33 km cho 1 lít xăng nha anh em. Thì anh em có thể thấy được đó, một con là dung tích nó lớn hơn, sức mạnh nó lớn hơn, tuy nhiên nó lại tiêu thụ nhiên liệu lại bằng với cái con dung tích nhỏ hơn. Đó, thì cái đó là cái điểm mạnh, điểm hay ở trên cái con SH350 nha. Đó, thì cả hai em này thì nó cũng chênh nhau vài chục triệu đó anh em. Con xe bên này là 300 mấy chục triệu nè. Đó, còn cái con SH300 này thì nó là 200 mấy chục triệu thôi. Đó, hiện tại thì anh em nào quan tâm tới cái dòng xe SH300 cũng như là SH350 nha, thì anh em có thể liên hệ với mình. Đó, mình là ở Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở xa không có tiện mua thì anh em có thể xem clip, rồi anh em có thể đặt hàng, mình sẽ giao tới cho anh em. Đó, rồi chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Chúc anh em có thuận lợi làm ăn. Đó, may mắn. Rồi, xin cảm ơn em nha.